Chương 7 A Tỳ Đàm Tập Yếu Samuchaya. Tất cả các pháp siêu thế và hiệp thế được gom chung lại trong 72 pháp thực tính. Sattvabhadhamma, một tâm chí tác, kể rộng là 89 hoặc 121. 52 tâm sở Chetasika, 18 sắc chân đế Nibbana Rupa, một Niết Bàn Nibbana. 72 pháp này lại được xếp vào 4 nhóm. 1. Bất thiện tập yếu. 2. Tạp phần tập yếu. 3. Giác phần tập yếu. 4. Thực tính tập yếu. 1. Bất thiện tập yếu Akusala Sanyaha gồm có 9 phần. A. Tứ lậu Asava. Chữ Asava ở đây có hai nghĩa là cặn bã hay sự rò rỉ. Đức Phật dùng từ này để gọi tên những thứ phiền não căn bản tạo nên cuộc luân hồi. Dục lậu Kamasava là tam sở tham lô phá trong tám tâm tham lô pha mulachita, trong trường hợp lấy năm dục làm đối tượng. Hữu lậu Phawasava là tâm sở tham lô phá hợp với bốn tham ly tà lô pha muladiti gata vipayutachita. Trong trường hợp đam mê trong chính tầng thiền đáo đại và các cõi phạm thiên. Kiến lậu Dithasava là tâm sở tà kiến Dithi trong bốn tâm tham đi chung tà kiến. Lopha Mula Dithi Gata Sampayuta Chita. Trong trường hợp thường kiến và đoạn kiến, kể rộng có 62 tà kiến, xem lại kinh Phạm Võng trong trường bộ kinh. Vô minh lậu Avichasava là tâm sở si moha trong 12 tâm bất thiện akusala chitta. Si ở đây là sự bất tri tứ đế, duyên khởi và tam thế luân hồi. Như vậy cốt lõi của tứ lậu chỉ có 3 thứ phiền não là tham, tà kiến và si. Chính 3 pháp này đã tạo nên vòng tròn duyên khởi. B. Tứ bọc okha. Okha có nghĩa là dòng nước chảy mạnh, thường được dịch là bọc lưu. Tứ bọc là tên gọi khác của tứ lậu trong trường hợp ám chỉ khía cạnh cuốn trôi chúng sanh vào đường sanh tử. Dục bọc Kamokha, hữu bọc Phavokha, kiến bọc Dithokha, vô minh bọc Avichokha. C. Tứ phược Yoga. Yoga ở đây có nghĩa là sự ràng buộc hay trói cột. Tứ lậu đôi khi được gọi là tứ phược vì nó giống như cái ách ràng buộc chúng sinh vào cổ xe luân hồi. Phàm phu như những con bò cứ phải đi tới mà không biết phải làm sao để tháo cởi ra được. Dục phược Kama Yoga, hữu phược Phava Yoga, kiến phược Dithi Yoga, vô minh phược Avicca Yoga. D. Tứ kết Gantha. Chữ này có nghĩa là sợi dây hay sự kết nối các phiền não sau đây được ví dụ như là những sợi dây trói chặt phàm phu. Tham độc, Avicca, là tâm sở tham lô phá trong tám tâm tham lô pha mula chitta, nói rộng là tất cả hình thức của tham ái trong tam giới. Sân độc, Vyapada, là tâm sở sân dosa trong hai tâm sân dosa mula chitta, nói rộng là tất cả hình thức bất mãn của tâm. Giới cấm thủ Silapata Paramasa là sự chấp chặt trong các tính điều không nhắm đến cứu cánh Niết Bàn và các hành trì nằm ngoài bát chánh đạo. Chi pháp là tâm sở tà kiến Michaditi trong bốn tâm tham hợp tà Lopha Muladiti Sampayuta Chitta. Cực đoan kiến Idang Sacca Finiwesa là thái độ ôm ấp những điều sai lầm hoặc khiếm khuyết rồi phủ nhận những điều mình chưa thấy, chưa biết. Chi pháp cũng là tâm sở tà kiến Michaditi trong bốn tâm tham hợp tà Lopha Muladiti Sampayuta Chitta. Tứ thủ Upadana. Thuật ngữ này có nghĩa là sự nắm níu Upa cộng Adana. Các phiền não như ái và kiến ở mức độ mãnh liệt thì gọi là thủ. Các ngài ví dụ tham ái tăng hà là tên trộm trong đêm và thủ upadana là động tác cầm nắm vật trộm. Dục thủ
Kamupadana, tâm sở tham lô phá trong tám tâm tham lô pha mula chitta, trong trường hợp đam mê ngũ dục panchakama. Kiến thủ dithupadana, sự chấp trước những tà kiến nằm ngoài giới cấm thủ và ngã chấp thủ, như tinh thượng đế tối cao, thiên đường vĩnh cửu hay thờ phụng ma quỷ, thần vật. Chi pháp là tâm sở tà kiến michaditi trong bốn tâm tham hợp tà lophamula diti sampayuta chitta. Giới cấm thủ silabattu padana, xem lại định nghĩa trên. Ngã chấp thủ atawadu padana, đây là từ đồng nghĩa của thân kiến sakaya diti. Thủ này là sự chấp chặt quan điểm ngã ahankara và ngã sở mamankara, như có tôi, của tôi, có hắn, của họ. Chi pháp là tâm sở tà kiến michaditi trong bốn tâm tham hợp tà lophamula diti sampayuta chitta. F. Sáu triền cái niwarana. Trong quan điểm truyền thống thì triền cái được kể có năm khi nói đến trường hợp ngăn chặn thiền định samadhi. Nhưng ở đây kể thêm một triền cái nữa là vô minh, để nhắm đến ý nghĩa ngăn chặn tuệ quán, tức trí tuệ giải thoát. Dục cái kamachanda, sự đam mê trong cảnh dục trần. Chi pháp là tâm sở tham lô phá trong tám tâm tham lô pha mula chitta. Sân cái vyapada, tức tất cả những sự bất mãn của tâm. Chi pháp là tâm sở sân dosa trong hai tâm sân dosa mula chitta. Hôn thủy cái thinamitta, tức sự lười biếng và buồn ngủ. Chi pháp là hai tâm sở hôn trầm thina, tâm sở thủy miên mitta. Trạo hối cái uttacca kukkuccha, tức sự bồn chồn và cắn rứt. Chi pháp là tâm sở phóng dật uttacca và tâm sở hối kukkuccha. Hoài nghi cái vichikicca, sự hoài nghi, thắc mắc hay vân vân lưỡng lự. Chi pháp là tâm sở hoài nghi vichikicca. Vô minh cái avijja, tâm sở si moha trong 12 tâm bất thiện akusala citta. Hôn thủy được kể chung vì chúng có 3 điểm giống nhau. Chức năng kicca là không tha thiết với công việc. Nhân sanh hetu là sự không khéo tác ý. Pháp đối lập pachyanika là trạng thái thụ động của tâm, đối lập lại sự tinh tấn. Trạo hối được kể chung vì có 3 điểm đồng. Chức năng là sự xáo trộn nội tâm. Nhân sanh là sự thiếu điểm tựa của tâm. Pháp đối lập là sự an tĩnh của tâm. Để hiểu thêm về các triền cái, xin vào Tăng Chi Bộ Kinh đọc lại 5 ví dụ của Phật về 5 pháp cái. Tâm có dục cái như nước bị pha màu. Tâm có sân cái như nước bị sôi. Tâm có hôn thủy như nước bị sông rêu. Tâm có trào hối như nước bị gió thổi. Tâm có hoài nghi như nước bị bùng sình, vẫn đục. G. Bảy tiềm miên Anusaya. Thuật ngữ này có nghĩa là sự ẩn mật hay tiềm tàng. Ở đây, tiềm miên phiền não là khả năng xuất hiện của các phiền não. Một người phàm phu đang có thiện tâm, kể cả người chứng thiền định, vẫn được xem là có khả năng sinh khởi phiền não khi có điều kiện thích hợp. Khả năng tiềm tàng đó được gọi là tiềm miên. Ở đây có 7 thứ phiền não tiềm miên. Dục tiềm miên, kamaraga nusaya, tức khả năng đam mê trong cảnh dục trần. Chi pháp là tâm sở tham lô phá trong 8 tâm tham lô pha mula chitta. Hữu ái tiềm miên, phavaraga nusaya, là khả năng đam mê trong các tầng thiền đáo đại và sự hiện hữu ở các cõi phàm thiên. Chi pháp là tâm sở tham lô phá hợp với 4 tâm tham ly tà lô pha mula diti gata vipayuta chitta. Sân tiềm miên patika nusaya là tất cả sự bất mãn, ghét, sợ, giận, ghen, tiếc nuối, là tâm sở sân dosa trong 2 tâm sân dosa mula chitta. Mạng tiềm miên, mananusaya, là ý chấp hơn thua,
tức sự coi trọng việc so sánh đây với kia. Chi pháp là tâm sở mạng mana trong bốn tâm tham ly tà, lova mula diti vipayuta citta. Kiến tiềm miên ditha nusaya là tất cả những suy nghĩ sai lầm về các pháp, gom chung là thường kiến và đoạn kiến. Chi pháp là tâm sở tà kiến mitcha diti trong bốn tâm tham hợp tà, lova mula diti sampayuta citta. Hoài nghi tiềm miên vichikicca nusaya là tất cả những hoài nghi liên hệ tà kiến. Chi pháp là tâm sở hoài nghi vichikicca trong tâm si hoài nghi moha mula vichikicca sambayuta citta. Vô minh tiềm miên avicca nusaya là sự bất tri trong tứ đế. Chi pháp là tâm sở si moha trong 12 tâm bất thiện akusala citta. Hát 10 triền phược sanyojana là những phiền não trói buộc chúng sanh, không cho ra khỏi vòng quay của các khổ. Đức Phật tùy duyên mà nhấn mạnh những phiền não nào đó trong trường hợp cần thiết. Có lúc chỉ kể phiền não có 1, có lúc là 4, 5, 6, 7, 10. Nhưng chung quy vẫn là chừng đó. Sau đây là 10 triền phược kể theo kinh tạng Suttapitaka về định nghĩa, xin xem lại ở trên. Dục ái Kamara Gassangyochana, sắc ái Rupara Gassangyochana, vô sắc ái Arupara Gassangyochana, sân Patika Sangyochana, mạng Mana Sangyochana, kiến Dithi Sangyochana, giới cấm thủ Silapata Sangyochana, hoài nghi Vichikicca Sangyochana, phóng dật Uttacca Sangyochana, vô minh Avicca Sangyochana. Trong khi đó, nếu kể theo tạng A Tỳ Đàm Abhidhamma thì là dục ái Kamaraga Sangyochana, hữu ái Phavaraga Sangyochana, gồm sắc ái Ruparaga Sangyochana và vô sắc ái Aruparaga Sangyochana, sân Patika Sangyochana, mạng Mana Sangyochana, kiến Ditthi Sangyochana, giới cấm thủ Silabata Sangyochana, hoài nghi Vichikicca Sangyochana, ganh tị Issa Sangyochana, bỏng sẻn Macchariya Sangyochana, vô minh Avicca Sangyochana. Như vậy, nếu kể theo tạng kinh thì chi pháp của 10 triền phược là 7 tâm sở: tham, sân, si, mạng, kiến, hoài nghi, phóng dật. Nếu kể theo tạng A Tỳ Đàm thì có 8: tham, sân, si, mạng, kiến, hoài nghi, ganh tị, bỏng sẻn. Gồm chung cả hai nguồn thì có 9 tâm sở. 1. 10 phiền não kilesa là tất cả những gì đốt cháy nội tâm chúng sanh: tham, lô phá, sân, đô xá, si, mô há, mạng, ma ná, kiến, đi thi, hoài nghi, vi chi kích cha, hôn trầm, thi ná, phóng dật, ức tha cha, vô tạm, ahirika, vô quý, anotapa. Xem bảng 53, biểu đồ bất thiện tập yếu, trang 308. Một ngàn 500 phiền não kilesa, 71 pháp thực tính trừ niết bàn khi được cộng thêm 4 sắc tướng lakkhana rupa thì thành ra 75 pháp thực tính hữu vi sankhata savaga dhamma. 75 pháp này lại có 2 trường hợp nội phần acchatika và ngoại phần Bahita. Như vậy, ta có 150 pháp thực tính. Khi 150 pháp này là đối tượng cho từng thứ phiền não, 10 thứ kể trên, thì ta có 1.500 phiền não. 108 tham ái tăng ha. Cách tính đặc biệt này lại mở ra một cách phân tích khác về tham ái. Về thực tính ái, chỉ có một là sự ham thích. Nhưng nếu xét về cảnh giới thì ái có ba là
Dục ái, kama tăng ha, sự ưa thích trong cảnh dục trần. Hữu ái, pha quá tăng ha, sự ưa thích trong các tầng thiền và cõi thiền. Vô hữu ái, vi phá qua tăng ha, sự ham thích liên hệ đoạn kiến. Nếu xét trên đối tượng thì ái có 6 là sắc ái, rupa tăng ha, thinh ái, sadda tăng ha, khí ái, khandha tăng ha, vị ái, rasa tăng ha, xúc ái, phottabha tăng ha, pháp ái, dhamma tăng ha. Lấy 3 ái trên nhân 6 ái dưới bằng 18 ái. 18 ái nhân nội cộng ngoại bằng 36 ái. 36 ái nhân 3 thời bằng 108 ái. Xem bảng 54, các tâm sở của bất thiện tập yếu trang 311. Ghi chú 1. Tâm sở tham xuất hiện trong 9 trường hợp: tứ lậu, tứ bập, tứ phược, tứ kết, tứ thủ, 5 hoặc 6 triền cái, 7 tiềm miên, 10 kiết sử triền phược và 10 hoặc 1.500 phiền não. 2. Trong bản đồ trên tâm sở tà kiến xuất hiện 8 lần. 3. Căn bản của tứ lậu, tứ bập và tứ phược chỉ là 3 phiền não là tham, tà kiến và si. 4. Chi pháp căn bản của tứ kết gồm có 3 là tham, tà kiến và sân. 2. Các thể tài phức hợp Misaka Sangaha. Vào thế kỷ thứ 10 Phật lịch, Ngài Anuruddha đã làm một việc có sức ảnh hưởng, đủ làm thay đổi gương mặt Phật giáo hậu thời, là y cứ ba tạng để rút gọn tạng A Tỳ Đàm thành một tập sách mỏng có 9 chương, bàn về những vấn đề cốt lõi cần lưu tâm khi nghiên cứu A Tỳ Đàm tạng và cho cả hành giả tuệ quán. Tập sách đó chính là Thắng Pháp Tập Yếu, Avidhammathasangaha. Cuốn tài liệu này là công trình dịch giải tác phẩm đó của Ngài. Chương này là một trong 9 chương của Thắng Pháp Tập Yếu, có thể xem là chìa khóa cho người học A Tỳ Đàm qua các thể tài. A. Sáu nhân hê tú. Gọi là tâm bất thiện hay thiện là bởi y cứ trong tâm đó có tham, sân, si hay không. Nếu có thì gọi là tâm bất thiện. Trong trường hợp ba yếu tố đó được thay thế bằng ba tâm sở đối lập, vô tham, vô sân, trí tuệ, thì đó là tâm thiện. Như vậy, nhân ở đây gồm có 6: tham, lô phá, sân, đô xá, si, mô há, vô tham, a lô phá, vô sân, a đô xá, vô si, a mô há. 6 tâm sở trên đây được gọi là 6 nhân hê tú vì chúng là gốc của thiện ác. Nên nhớ tâm thiện không có nhân bất thiện, nhưng có các nhân thiện. Còn các tâm vô ký thì không có cả nhân thiện lẫn bất thiện. Nhưng nếu cần thì ta vẫn có thể nói vô ký có 3 khía cạnh: vô tham, vô sân, vô si, nhưng chúng không phải là nhân thiện. B. 7 chi thiền, Chananga. Ngoài 5 chi thiền căn bản là tầm, tứ, hỷ, lạc, định, ở đây kể thêm ưu và xả. Nói vậy có nghĩa là chi thiền ở đây không chỉ là những yếu tố cho thiền định, mà còn là yếu tố hỗ trợ cho tất cả các tâm thiện ác nói chung. Tầm vitaka, tứ vichara, hỷ piti, định ekagata, lạc sukha vedana, ưu domanasa vedana, xả upekha vedana. C. 12 chi đạo Magganga. Cũng như trường hợp 7 chi thiền, chi đạo ở đây không chỉ gói gọn trong bát chánh đạo dẫn đến giải thoát, mà còn gồm chung tất cả những gì làm nên con đường ra vào hay lên xuống cho tất cả chúng sinh trong ba cõi 6 đường. Chánh kiến Samadhi. Tâm sở trí Panya trong 8 tâm đại thiện Mahakusala Chitta. 8 tâm đại tố Mahakiriya Chitta
và 26 tâm động lực kiên cố Appanachavana, chánh tư duy Sammasankappa, tâm sở tầm Vitakka trong 42 tâm kể trên, chánh ngữ Sammavacca, tâm sở chánh ngữ Sammavacca trong 8 tâm đại thiện Mahakusala Chitta và 8 hay 40 tâm siêu thế Lokuttara Chitta, chánh nghiệp Sammakamanta, tâm sở chánh nghiệp Sammakamanta trong 8 đại thiện Mahakusala Chitta và 8 hay 40 tâm siêu thế Lokuttara Chitta, chánh mạng Sammachiva, tâm sở chánh mạng Sammachiva trong 8 đại thiện Mahakusala Chitta và 8 hay 40 tâm siêu thế Lokuttara Chitta, chánh tinh tấn Sammavayama, tâm sở cần Viriya trong 8 đại thiện Mahakusala Chitta, 8 tâm đại tố Mahakiriya Chitta và 26 tâm động lực kiên cố Appanachavana, chánh niệm Sammasati, tâm sở niệm Sati trong 42 tâm kể trên, chánh định Sammasamathi, tâm sở định Ekagata trong 42 tâm kể trên, tà kiến Mityaditi, tâm sở tà kiến Mityaditi trong 4 tham hợp tà Lophamuladithi Sampayutta Chitta, tà tư duy Mityasankappa, tâm sở tầm Vitakka trong 12 tâm bất thiện Akusala Chitta, tà tinh tấn hay tà cần Mityavayama, tâm sở cần Viriya trong 12 tâm bất thiện Akusala Chitta, tà định Mityasamathi, tâm sở định Ekagata trong 12 tâm bất thiện Akusala Chitta. D. 22 quyền Indriya là những pháp căn bản đóng vai trò chủ yếu cho đời sống chúng sinh trong tam giới. Chính các pháp này đã làm nên sự khác biệt giữa phàm với thánh, dục giới với đáo đại, nam với nữ, đời sống tinh thần và vật chất. Có tất cả 22 quyền chia thành 6 nhóm như sau. Một, sắc quyền Rupa Indriya, nhãn quyền Chakkhundriya, tức thần kinh thị giác Chakkhupassada. Nhĩ quyền Sotindriya, tức thần kinh thính giác Sotapassada. Tỷ quyền Khanitriya, tức thần kinh khứu giác Khanapassada. Thiệt quyền Chivhindriya, tức thần kinh vị giác Chivhapassada. Thân quyền Kayindriya, tức thần kinh xúc giác Kayapassada. Nữ quyền Ithindriya, tức sắc tố nữ Ithifawarupa. Nam quyền Purisindriya, tức sắc tố nam Purisafawarupa. 2. Nhóm mạng quyền Chivitindriya. Mạng quyền Chivitindriya gồm cả danh Chivitindriya Chetasika và sắc mạng quyền Chivitarupa, tức sức sống tiềm ẩn hay nguồn năng lượng duy trì sự tồn tại. 3. Nhóm danh quyền Nama Indriya, ý quyền Manindriya gồm 89 hoặc 121 tâm Chitta. Tính quyền Satindriya tức là niềm tin. Tấn quyền Virindriya tức sự cố gắng. Niệm quyền Satindriya tức khả năng ghi nhớ. Định quyền Samatindriya tức khả năng tập trung tư tưởng. 4. Nhóm thọ quyền Vedana Indriya, khổ quyền Dukkhindriya, tức cảm giác đau đớn của thân. Lạc quyền Sukhindriya, tức cảm giác dễ chịu của thân. Ưu quyền Domanasindriya, tức cảm giác khó chịu của tâm lý. Hỷ quyền Somanasindriya, tức cảm giác dễ chịu của tâm lý. Xả quyền Upekindriya, tức cảm thọ hững hờ, lãnh đạm của tâm lý. 5. Nhóm tuệ quyền Panya Indriya. Tuệ quyền Panindriya, tức khả năng hiểu biết, nhận thức vấn đề một cách đúng đắn. Vị tri quyền Ananya Tinyasa Mitindriya, tức tâm sở trí tuệ Panya trong tâm sơ đạo Sotapattimagga. Được gọi như vậy vì đây là trí biết được điều mình chưa từng biết bao giờ,
tức sự giác ngộ tứ đế. Dĩ tri quyền, Anindriyapanya là trí biết thêm đôi phần về điều mình đã từng biết qua một lần. Ở đây chỉ cho tâm sở trí tuệ trong ba đạo cao và ba quả thấp. Cụ tri quyền Anyata Vindriya Panya là trí biết được một cách rốt ráo lý tứ đế mà mình đã từng biết qua. Ở đây chỉ cho tâm sở trí tuệ trong tâm A-la-hán quả Arahata Phala. Xem bảng 55 biểu đồ 22 quyền. Chính lực ba lá là chính sức mạnh của pháp thiện và bất thiện. Chúng được gọi là lực vì chúng là nguồn sức mạnh đối phó với pháp đối lập trong cả thiện lẫn ác. Tính lực Sattha Ba La, tâm sở tính Sattha trong các tâm tịnh hảo Sopanna Citta. Tấn lực Viriya Ba La, tâm sở cần Viriya trong 73 tâm hữu cần. Niệm lực Sati Ba La, tâm sở niệm Sati trong các tâm tịnh hảo Sopanna Citta. Định lực Samadhi Ba La, tâm sở định Ekagata trong 72 tâm hữu định, ngoại trừ 16 tâm không đi với cần. Và tâm si hoài nghi, 73 tâm hữu cần trừ si hoài nghi. Tuệ lực Panya Bala, tâm sở trí tuệ Panya trong 47 tâm tam nhân, Tihe Tukachita. Tàm lực Hiri Bala, tâm sở tàm Hiri Chetasika trong các tâm tịnh hảo Sopanna Citta. Quý lực Ottapa Bala, tâm sở quý Ottapa trong các tâm tịnh hảo Sopanna Citta. Vô tạm lực Ahirika Bala, tâm sở vô tạm Ahirika trong 12 tâm bất thiện Akusala Citta. Vô quý lực Anottapa Phala, tâm sở vô quý Anottapa trong 12 tâm bất thiện Akusala Citta. F tứ trưởng Adhipati là bốn pháp dẫn đầu cho các nghiệp thiện ác lớn nhỏ. Nếu đem so sánh, tứ trưởng có vai trò của một ông vua, còn các pháp quyền thì vốn như các vị bộ trưởng. Dục trưởng Chandathipati tức ý muốn hành động. Ở đây ám chỉ tâm sở dục Chanda trong 18 tâm động lực nhị nhân, 8 tâm tham, 4 tâm đại thiện ly trí và 4 tâm đại tố ly trí và 34 động lực tam nhân, 4 tâm đại thiện hợp trí, 4 đại tố hợp trí, 9 tâm thiền đáo đại, 9 tâm tố đáo đại và 8 tâm siêu thế. Cần trưởng Viriyathipati, tâm sở cần Viriya trong 18 động lực nhị nhân và 34 động lực tam nhân. Tâm trưởng Chittathipati là bản thân 18 động lực nhị nhân và 34 động lực tam nhân. Thẩm trưởng Vimansathipati, tâm sở trí tuệ Panya trong 34 động lực tam nhân. G. Tứ thực Ahara. Ở đây chỉ chung cho tất cả những gì có tác dụng nuôi dưỡng đối với sắc và danh pháp hữu vi. Đoàn thực Kala Linkara Hara. Ở đây bao gồm hai thứ vật thực nội và ngoại. Vật thực ngoại là thức ăn chưa tiêu hóa và vật thực nội là các sinh tố ô cha trong thức ăn lúc đã vào trong máu. Xúc thực Phasahara, tức tâm sở xúc Phasa trong tất cả tâm. Xúc được gọi là vật thực vì nó tạo ra các thọ Vedana. Tư niệm thực Magno Sanchetanahara, tức tâm sở tư Chetana trong 29 động lực tạo nghiệp, 12 bất thiện, 8 đại thiện, 9 thiện đao đại. Thức thực Vinyanahara, tất cả 121 tâm, vì chúng là nguồn tiếp dưỡng cho các tâm sở Chetasika và sắc tâm Chitacha Rupa. 3. Giác phần tập yếu Bodhipakkhiya Sanggaha. Trong phần này, ta sẽ bàn về 37 thiện pháp có công năng dẫn đến giác ngộ, vốn được chia chẻ và phân nhóm từ bát chánh đạo mà ra, nghĩa là từng nhóm giác phần trong 37 giác phần có nội dung tiêu biểu cho cả bát thánh đạo. Và Đức Phật đã tùy duyên thuyết giảng nhóm nào đó trong các giác phần để thích hợp với căn cơ với chúng sinh. A. Tứ niệm xứ Satipatthana
là công phu phát triển chánh niệm y cứ trên bốn đề mục: thân quán niệm xứ Kayanupassana Satipatthana, lấy sắc uẩn làm đối tượng ghi nhận; thọ quán niệm xứ Vedananupassana Satipatthana, lấy thọ uẩn Vedanakhantha làm đối tượng; tâm quán niệm xứ Chittanupassana Satipatthana, lấy thức uẩn và tưởng uẩn làm đối tượng ghi nhận; pháp quán niệm xứ Dhammanupassana Satipatthana, lấy tưởng uẩn và hành uẩn làm đối tượng ghi nhận. Niệm ở đây là tâm sở niệm sati trong tám tâm đại thiện Mahakusala Chitta, tám tâm đại tố Mahakiriya Chitta, 26 động lực kiên cố Appana Chavana và tám tâm siêu thế Lokuttara Chitta. Chánh niệm trong tứ niệm xứ có ba khía cạnh cần được lưu tâm. Đối tượng của niệm ở đây là thân, thọ, tâm, pháp. Sở dụng của niệm ở đây là phát hiện bốn khía cạnh bất mỹ Asufa, đau khổ Dukkha, vô thường Anicca và vô ngã Anatta. Nói gọn lại là bốn khía cạnh xấu không đẹp, khổ không vui, giả không thật, tạm không bền. Phần lớn Phật tử Việt Nam vẫn dựa vào Hán Tạng. Gọi khía cạnh Asufa trên đây là bất tịnh, tức dơ bẩn, không sạch sẽ. Nhưng thực ra chữ Asufa này còn có nghĩa thứ hai là bất mỹ, tức không đẹp. Trong ý nghĩa bất mỹ có thể bao hàm cả khía cạnh bất tịnh. Nhưng trong cái gọi là bất tịnh thì không hẳn có cái bất mỹ. Cứu cánh của niệm xứ là sự chấm dứt các tri kiến điên đảo cho đời là đẹp, su phá, hạnh phúc, su khá, thường tồn, nicha và có cái tôi, atta. B. Tứ chánh cần, sammapatthana, là sự nỗ lực nhắm tới mục đích giác ngộ sinh tử. Cần ở đây là tâm sở cần viriya. Trong tám tâm đại thiện Mahakusalachitta, chín tâm thiện đáo đại Magatta Kusalachitta và bốn tâm đạo Magachitta. Tổng cộng là 21 tâm. Kể theo tạng kinh thì tứ chánh cần gồm có bốn ý nghĩa: ngăn ác pháp chưa đến, Anuppanna Kusala Pahana, trừ ác pháp đang xuất hiện, Uppanna Kusala Pahana, tu tập các thiện pháp chưa có, Anuppanna Kusala Pavana, phát triển những thiện pháp đã có, Uppanna Kusala Pavana. C. Tứ như ý túc, Ittipada, là bốn pháp nền tảng cho thiền định và đạo quả, tức các trí tuệ đáo đại và siêu thế. Trên tên gọi thì tứ như ý túc và tứ trưởng giống nhau, nhưng trong chi pháp thì tứ như ý túc chỉ gồm thiện pháp. Dục như ý túc, Chanda Ittipada, là tâm sở dục Chanda trong 21 tâm thiện Kusala Chitta. Cần như ý túc, Viriya Ittipada, là tâm sở cần Viriya trong 21 tâm thiện. Tâm như ý túc, Chitta Ittipada, là 21 tâm thiện, gồm 8 tâm đại thiện, 9 tâm đáo đại và 4 tâm thánh đạo. Thẩm như ý túc, Vimansa Ittipada, là tâm sở trí tuệ Panya trong 21 tâm trên. D. Ngũ quyền Indriya, gồm 5 yếu tố tâm lý không thể thiếu được trên hành trình giải thoát. Tính quyền Satindriya là tâm sở tính Satha trong 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố và 26 động lực kiên cố. Tấn quyền Viriyindriya là tâm sở cần Viriya trong 42 tâm trên. Niệm quyền Satindriya là tâm sở niệm Sati trong 42 tâm trên. Định quyền Samathindriya là tâm sở định Ekagata trong 42 tâm trên. Tuệ quyền Panindriya là tâm sở trí tuệ Panya trong 42 tâm trên. Trong thực tế tu chứng, tính và tuệ phải được cân bằng, vì tính quá trội sẽ dẫn đến cuồng tính và tuệ quá trội sẽ làm hỏng khả năng định tâm. Cũng vậy, cần và định cũng phải được cân đối, vì cần quá mạnh sẽ dẫn đến phóng dật và định quá mạnh sẽ dẫn đến hôn thụy. Riêng niệm thì luôn cần thiết trong mọi lúc, niệm chỉ có thiếu chứ không bao giờ dư. Ngũ lực ba lá, nội dung giống hệt ngũ quyền,
Sở dĩ gọi là lực vì Đức Phật muốn nhấn mạnh khía cạnh cần thiết của năm quyền đối với sự tu tập. Tính lực Satha Ba La, tấn lực Virya Ba La, niệm lực Sati Ba La, định lực Samadhi Ba La, tuệ lực Panya Ba La. F. Thất giác chi Bodhicitta. Có lúc toàn bộ hành trình giác ngộ được kể thành 7 vấn đề. Niệm giác chi Sati Sambodhicitta là tâm sở niệm Sati trong 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố và 26 động lực kiên cố. Trạch pháp giác chi Dhammavicaya Sambodhicitta là tâm sở trí tuệ Panya trong 42 tâm trên. Cần giác chi Viriya Sambodhicitta là tâm sở cần Viriya trong 42 tâm trên. Hỷ giác chi Piti Sambodhicitta là tâm sở hỷ Piti trong các tâm thọ hỷ rút từ 42 tâm trên. Tỉnh giác chi Passati Sambodhicitta là tâm sở tỉnh tánh. Kaya Passati, tỉnh tâm, Chitta Passati trong 42 tâm trên. Định giác chi Samadhi Sambodhicitta là tâm sở định Ekagata trong 42 tâm trên. Xả giác chi Upekha Sambodhicitta là tâm sở hành xả Upekha trong các tâm thọ xả rút từ 42 tâm trên. Trạch, cần và hỷ giác chi đối trị hôn thủy. Tỉnh, định và xả giác chi đối trị phóng dật. Niệm giác chi thì cần thiết mọi nơi mọi lúc. G. Bát chánh đạo Magganga. Tức 8 chi phần của đạo đế được chia thành 3 nhóm theo tam học. 1. Tuệ thánh đạo Panya Magganga. Chánh kiến Samadhi là trí tuệ trong tam tướng và nhân quả. Chánh tư duy Sammasankappa gồm ly dục tư duy Nekhammasankappa là những suy nghĩ chán sợ dục lạc. Vô sân tư duy Abhyapadasankappa là những suy nghĩ chan chứa tự tâm. Và bất hại tư duy Avihinsasankappa là những suy nghĩ cấp bi tâm đi kèm. 2. Giới thánh đạo Sila Magganga, chánh ngữ Sammavacca gồm sự kiên tránh 4 thứ tà ngữ: nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói lời vô ích, và sự nói năng trên những đề tài dẫn đến sự trưởng dưỡng 10 thánh đạo, bát thánh đạo cộng với chánh trí và chánh giải thoát. Chánh nghiệp Sammakammanta là sự kiên tránh tất cả thân ác nghiệp. Chánh mạng Sammacchiva là sự kiên tránh tất cả những sinh kế bất thiện. 3. Định thánh đạo Samadhi Magganga, chánh tinh tấn Sammavayamo gồm tứ chánh cần, ngăn ngừa ác pháp chưa đến Anuppanna Kusala Pahana, trừ bỏ ác pháp đang xuất hiện Uppanna Kusala Pahana, tu tập các thiện pháp chưa có Anuppanna Kusala Pahana, phát triển những thiện pháp đã có Uppanna Kusala Pahana. Chánh niệm Samasati là sự tu tập tứ niệm xứ. Chánh định Sama Samadhi gồm 3 loại định là sát na định, cận định và kiên cố định từ sơ thiền đến tầng vô sắc thứ 4 trong quá trình tam học. Kể theo bát chánh đạo thì trật tự tam học được bắt đầu từ phần tuệ. Nhưng trong tu tập thực tế thì hành giả phải bắt đầu từ giới phần trước. Không có giới phần thì không thể có định phần. Định ở đây là cận định và kiên cố định. Thiếu một trong hai định này thì không thể có tuệ phần đúng mức. Tức tuệ phần có khả năng đoạn trừ phiền não. Nói vậy có nghĩa là kể cả một người chưa từng tu thiền định cũng vẫn phải có tối thiểu khả năng cận định trong khoảnh khắc cao điểm của tuệ quán từ sau hành xả tuệ. Cho nên tâm thánh đạo thấp nhất cũng phải là thánh đạo sơ thiền, có lý do là vậy. Chánh kiến ở đây có thể hiểu gồm hai loại phàm trí và thánh trí. Phàm trí là trí nhân quả, Kammasaka Tanyana, Yatha Kamupaka Nyana và trí tuệ quán, 16 trí tuệ quán. Xét trên chi pháp của A Tỳ Đàm thì cốt lõi của 37 pháp giác phần này chỉ gói gọn trong 14 tâm sở.
niệm cần dục định tính tuệ hỷ tỉnh tỉnh tánh tỉnh tâm xả tầm và ba giới phần. Có điều là tùy trường hợp mà các tâm sở trên đây được nhắc đến bao nhiêu lần, như cần thì 9 lần, niệm thì 8 lần, định thì 4 lần, tuệ thì 5 và tính thì 2 lần. Xem bản 56 giác phần tập yếu Bodhipakkhiyasanggaha trang 328. 4. A Tỳ Đàm tổng nhiếp Sappasanggaha. A. Ngũ uẩn hay ngũ thủ uẩn Upadanakhantha. Sắc uẩn Rupa Upadanakhantha gồm 28 sắc pháp. Thọ uẩn Vedana Upadanakhantha tâm sở thọ. Tưởng uẩn Sanya Upadanakhantha tâm sở tưởng. Hành uẩn Sankara Upadanakhantha 50 tâm sở còn lại trừ thọ và tưởng. Thức uẩn Vinyanu Padanakhantha 121 tâm. Năm uẩn dụ thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, trong ngoài, liệt thắng, gần xa, thô hay tế, cũng chỉ là vậy thôi, không có gì khác, nghĩa là luôn vô thường, khổ, vô ngã, và đều do tham ái, tà kiến quá khứ tạo nên. Đây cũng là lý do đôi khi Đức Phật gọi năm uẩn là năm thủ uẩn. Tức do tứ thủ đời trước mà có, và trong hiện tại cũng là đối tượng cho tứ thủ nhận biết. Trong bốn pháp chân đế, Niết Bàn là pháp nằm ngoài năm uẩn khanh tham. B. 12 xứ Ayatana, gồm 6 xứ nội và 6 xứ ngoại. 6 nội xứ là 5 sắc thần kinh, nhãn xứ và ý xứ 121 tâm. 6 ngoại xứ là 5 cảnh vật chất, sắc cảnh sắc. Xúc xứ là đất, lửa, gió và pháp xứ là 52 tâm sở, 16 sắc tế, Niết Bàn. 6 nội xứ Achatikayatana. 1. Nhãn xứ Chakkhayatana là thần kinh thị giác Chakkhupassada. 2. Nhĩ xứ Sotayatana là thần kinh thính giác Sotapassada. 3. Tỷ xứ Khanayatana là thần kinh khứu giác Khanapassada. 4. Thiệt xứ Chivahayatana là thần kinh vị giác Chivahapassada. 5. Thân xứ Kayayatana là thần kinh xúc giác Kayapassada. 6. Ý xứ Manayatana là 89 hoặc 121 tâm. 6. Ngoại xứ Bahirayatana. 1. Sắc xứ Rupayatana là sắc cảnh sắc Quangna. 2. Thinh xứ Saddayatana là sắc cảnh thinh Sadda. 3. Khí xứ Ganthayatana là sắc cảnh khí Gantha. 4. Vị xứ Rasayatana là sắc cảnh vị Rasa. 5. Xúc xứ Pottabbayatana là sắc cảnh xúc gồm ba đại là đất, lửa, gió, Patavi, Techo, Vayo. 6. Pháp xứ Dhammayatana là sắc cảnh pháp gồm 52 tâm sở Chetasika, 16 sắc tế Sukhumarupa và Niết Bàn Nibbana. Nói vậy, cả bốn pháp chân đế đều nằm trong 12 xứ. Các pháp tục đế vì chỉ là những khái niệm y cứ trên chân đế nên không kể vào đây. Cách phân tích các pháp thành uẩn, xứ, giới, đế là tùy thuộc vào căn cơ của chúng sinh. Có người thích hợp với lối phân tích danh sắc. Có người thì thích năm uẩn. Có người thì thích chiêm nghiệm các pháp qua 12 xứ. Gọi là xứ Ayatana vì nhắm đến khía cạnh hữu vi nhiều hơn là vô vi. Bản thân chữ Ayatana đã mang nghĩa dẫn đến hay tạo ra. C. 18 giới tha tú. Đối với những người thích rõ ràng chi tiết, thì Đức Phật phân tích 12 xứ thành 18 giới, tức chia chẻ phần ý xứ cho rộng rãi hơn. Từ đó, ta có con số 18, gồm 6 căn, cộng với 6 cảnh và 6 thức. 6 căn ở đây là nhãn giới, tức thần kinh thị giác. Ý giới là khai ngũ môn và hai tâm tiếp thu. 6 cảnh ở đây
là sắc giới, tức sắc cảnh sắc. Xúc giới là ba đại. Pháp giới là 52 tâm sở. 16 sắc tế, niết bàn, tức tương đương với pháp xứ bên 12 xứ. Sáu thức ở đây là hai tâm nhãn thức. Ý thức giới là 76 tâm trừ ngũ song thức và ba ý giới. Trong đó, sáu căn tức sáu môn, đoà rá, một, nhãn giới, chắc khu tha tú, là thần kinh thị giác chắc khu pa sa đá. Hai, nhĩ giới, sô ta tha tú, là thần kinh thính giác sô ta pa sa đá. Ba, tỷ giới, kha na tha tú, là thần kinh khứu giác kha na pa sa đá. Bốn, thiệt giới, chi va ha tha tú, là thần kinh vị giác chi va ha pa sa đá. Năm, thân giới kaya tha tú là thần kinh xúc giác kaya pasada. 6. Ý giới mano tha tú là khai ngũ môn pancha dora vachana và hai tâm tiếp thu sampatichana. 6 cảnh aramana. 1. Sắc giới rupa tha tú là sắc cảnh sắc vana. 2. Thinh giới satta tha tú là sắc cảnh thinh sada. 3. Khí giới gantha tha tú là sắc cảnh khí gan tha. 4. Vị giới rasa tha tú là sắc cảnh vị rasa. 5. Xúc giới phottabba tha tú là sắc cảnh xúc gồm ba đại là đất, lửa, gió, patawi, techo, wajo. 6. Pháp giới dhamma tha tú là sắc cảnh pháp gồm 52 tâm sở cetasika, 16 sắc tế sukhumarupa và nibbana nibbana. Sáu thức viññaṇa. Một, nhãn thức chakhu viññaṇa tha tú là hai tâm nhãn thức chakhu viññaṇa citta. Hai, nhĩ giới sota viññaṇa tha tú là hai tâm nhĩ thức sota viññaṇa citta. Ba, tỷ thức khana viññaṇa tha tú là hai tâm tỷ thức khana viññaṇa citta. Bốn, thiệt thức chivaha viññaṇa tha tú là hai tâm thiệt thức chivaha viññaṇa citta. 5. Thân thức kaya viññaṇa tha tú là hai tâm thân thức kaya viññaṇa citta. 6. Ý thức giới mano viññaṇa tha tú là 76 tâm trừ ngũ song thức pancha dvara viññaṇa và ba ý giới mano tha tú citta. Như vậy, 18 giới cũng bao gồm đủ cả bốn pháp chân đế như là 12 xứ. D. Tứ đế. Một cách vắn tắt thì khổ đế Dukkha Saccha là tất cả mọi thứ trong đời, chỉ trừ ra những gì là tập đế, diệt đế và đạo đế. Nói chi tiết thì khổ đế là 81 tâm, 51 tâm sở trừ tham, 28 sắc pháp trong tam giới. Nói chung mọi sự tồn tại đều là khổ, bởi cái gì cũng bị vô thường và sự biến đổi của chúng chắc chắn khiến ta đau khổ. Tập đế Samudaya Saccha là tâm sở tham lô phá, trong tâm tham gồm dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Tham ái là nguồn khổ bởi nó tạo ra mọi sự tồn tại ở đời, và như đã nói, sự tồn tại nào cũng là khổ. Diệt đế Nirodha Saccha nói rút ráo chính là niết bàn, còn trong thực tế tu chứng thì diệt đế là sự đoạn trừ của tham ái. Đạo đế Magga Saccha là tám chi đạo trong bốn tâm thánh đạo. Khổ đế và tập đế được gọi là hiệp thế đế Lokiya Saccha. Diệt đế và đạo đế là siêu thế đế Lokuttara Saccha. Theo phần đông Phật tử Miến Điện thì một kẻ mang thân người mà không biết gì về uẩn, xứ, giới, đế thì đời họ không đáng sống nữa. Đời sống kiểu vậy chỉ là cơ hội để kéo dài sanh tử mà thôi.